tại chương trình Tự Tin Đi Đẹp đang có mặt ở Củ Chi và sẽ vào nhà của bạn Lan Chi, nhân vật của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng vào trong để xem là công việc cũng như là cuộc sống của Lan Chi như thế nào quý vị nha. Chị ơi, có phải là Lan Chi không ạ? Dạ đúng rồi chị. Chào Chi, mình là Kim Thoa đến từ chương trình Tự Tin Để Đẹp. Chị Nguyễn Thị Lan Chi, 26 tuổi, đã lập gia đình và vừa có một bé hơn 7 tháng tuổi. Tạm nghỉ công việc dược sĩ để ở nhà chăm sóc con nhỏ và phụ giúp việc gia đình. Vậy điều gì đã đưa người phụ nữ này đến với chương trình? Lý do vì sao mà Chi lại đăng ký tham gia vào chương trình? Tại vì em cũng muốn thay đổi để coi, tại vì sau khi sinh thì mình dáng vóc mình cũng nó cũng không có còn như xưa đó. À. Nên giờ muốn nhờ chương trình thay đổi thử coi mình có như thế nào. Thế thì cái lúc thời gian mà Chi chưa sinh em bé thì Chi được bao nhiêu kg? Em lúc đó là khoảng dao động từ 46-47kg rồi chị. 46-47. Nhưng mà sau khi sinh em bé rồi, sau em bé được 7 tháng rồi, bây giờ được nhiêu ký? Vẫn còn 54kg. Nó không xuống ký. Tại vì em còn đang trong quá trình cho con bú à. Nên em chưa có ý định giảm cân à. Mình lo cho con cũng là. Lúc trước thì Chi đi làm ở tiệm thuốc Tây rồi mới gặp ông xã hả? Dạ không, hai đứa là bạn học hồi cấp 2. Rồi xong rồi lên cấp 3 thì không có học chung nữa. Rồi cái đi học ở dưới Sài Gòn thì cũng không học chung trường, cũng mất liên lạc. Một lần đó tình cờ đi họp lớp lại á, rồi gặp lại. Gặp lại xong rồi mới hồi xưa thì hình như là cũng có biết, cũng có nói chuyện, đã học chung mà. Rồi cái bây giờ mới gặp lại rồi xin số điện thoại làm quen trở lại, xong rồi mới đám cưới. Đúng là duyên số ha. Bây giờ có đi đâu đi rồi xoay vòng mà cũng trở về. Nhưng mà trong cái thời gian đó thì hai đứa vẫn có bạn khác chứ không phải là không có. Nhưng mà xong rồi làm như đúng là duyên nợ. Đúng rồi, trong thời gian quen thì không có cãi nhau, không có giận gì hết. Nói chung là không biết sao nữa. Nhưng mà nói chung là cũng làm như biết nhường nhịn đó. Dạ. Còn về đời sống vợ chồng thì nó hơi vất vả hơn chút xíu so với lại Cái việc mà đi bán thuốc tây cho khách hàng, rồi với cái việc chăm em bé thì cái việc nào khó khăn hơn? Chăm em bé thì nói chung là khó khăn hơn, không phải là khó khăn mà tại mình cứ lay quay với con mình suốt ngày á, nên nó cực hơn là đi bán. Đi bán thì chỉ có ví dụ như ai vô thì mình bán, còn không thì mình lau dọn, hay là lúc nào mà thuốc về thì mình làm giá thuốc, hay là kiểm hàng lại thôi. Ông xã thì có thường có hay phụ giúp vợ trong cái việc chăm em bé không? Dạ có chứ, nói chung là hay tả hay là chăm con đồ là ông xã phụ hết. Trước kia mà chưa lập gia đình thì cái phong cách ăn mặc của Chi như thế nào? Thì em cũng ra đường cũng chỉ đơn giản là áo sơ mi hay là áo thun với quần jean thôi, ít có mặc đậm đó chị. Dạ. Bây giờ thì tại vì dòng hai của mình nó còn to đó, nên đi tiệc rồi em hay mặc những cái đầm rộng để cho nó che. Thế còn bình thường thì cứ đồ bộ thôi. Cái mong muốn của Chi thì Chi sẽ được thay đổi như thế nào? Nói chung là nhìn cho em gọn gàng hơn, nhìn cho đừng giấu được cái vòng hai khuyết điểm của em á. Với lại em cũng không biết làm tóc như thế nào để cho nó hợp với khuôn mặt của em nữa. Em cũng mong muốn chương trình là coi cái gương mặt em như thế nào để mà thay đổi dần em. Mỗi lần mà Chi đi tiệc với ông xã đó là tự mình trang điểm luôn hả hay sao? Em chỉ thoa son nhẹ thôi. Chứ tóc thì có thể em đi ra tiệm em bấm giả hay là gì vậy thôi, chứ em không có làm gì. Cũng không make up gì đậm. Dạ không, cấp gì đậm hết. Mà nhưng mà ở trong nhà Chi có bộ mỹ phẩm hay là bộ trang điểm nào không? Có chị, có chứ, nhưng mà em không có thích trang điểm cho nó đậm quá. Bạn có dự định cho tương lai của mình là sẽ trở lại với công việc là bán thuốc như bình thường chưa? Em định là em bé khoảng lớn thêm tí xíu nữa là em sẽ đi làm lại bình thường. Ước mơ của em là sau này sẽ mở một cái nhà thuốc tây nhỏ nhỏ để vừa trông con vừa buôn bán luôn. Mà không biết có thực hiện được hay không. Giới thiệu với Lan Chi, đây chính là stylist Như Uyên. Chị ấy sẽ giúp cho Chi tí nữa sẽ lựa chọn những cái trang phục mà phù hợp với ngoại hình của mình nè. Lần này em đến với shop K&K thì em muốn chọn lựa trang phục đi tiệc hay là đi làm? Dạ đi tiệc chị. Đi tiệc á, thì để chọn để mà trẻ trung á, thì em nên chọn là tay sát nách. Dạ. Cánh tay. Và cái chất liệu này thì nó mát, nó họa tiết của nó trắng đen như vậy thì nó sang. Họa tiết mà màu sắc sặc sỡ thì nó cũng hơi nó xến á. Ở thân sau, cái phần cổ nó khoét sâu như vậy khi đi tiệc á, sẽ làm cho em dễ thương hơn, nhẹ nhàng hơn. Còn mình đi làm rồi thì phần cổ cao rồi, còn phần đi tiệc mình cổ sâu như vậy, nhìn cái đầm nó tây. Cái màu xanh coban này thì lúc nào cũng được nhiều, rất nhiều bạn trẻ lựa chọn khi đi tiệc cũng như đi làm.
Nhưng mà cái sản phẩm lần này được thiết kế để đi tiệc tùng xòe, bên thấp bên cao như vậy, mặc lên sẽ đẹp hơn, điệu hơn. Phần lưới phối như vậy rất là hợp để đi tiệc. Và chất liệu nó hơi bóng nhẹ của mình hàng Costa này. Phần bộ thùng thì nó sẽ được bung rộng ra, bởi vì nó cứng á, chất liệu nó hơi cứng, hơi đơ thì nó bung rộng ra. Em mặc đi tiệc rất là hợp và đẹp. Nhưng mà cái này thì em buộc phải phối hợp với giày cao gót. Đây là hai sản phẩm mà chị nghĩ là hợp với phong dáng của em. Bây giờ chị sẽ đưa ra một sản phẩm mà em nên tránh ở lứa tuổi của em. Những sản phẩm mà kín cổng như vậy sẽ làm em trông đứng cái tuổi nó sẽ già hơn. Nhìn nó kín đáo quá, nó nặng nề quá. Nên em tối giản đừng có lựa chọn những form dáng mà hơi kín đáo như vậy. Chiếc đầm mà giống công chúa quá, xinh xắn, một chiếc tùng xòe như thế này. Từ trước tới giờ thì Lan Chi có mặc những cái trang phục như thế này chưa? Dạ, chưa. Chưa đúng không? Dạ. Ngày hôm nay thử, khi mà vào phòng thử xong ra với cái trang phục này thì cảm thấy như thế nào? Hơi lạ lạ. Dạ. Hơi lạ mà thích không? Cuối cùng có thích không? Dạ, thích. Và chị Uyên, với cái trang phục mà chị lựa chọn cho Lan Chi thì cô ấy vừa nói là đã rất là thích rồi. Nhưng mà mình có cần phải phối hợp thêm giày, túi xách rồi bông tai rồi? Tất nhiên khi đi tiệc thì buộc phải có giày và túi xách rồi. Dạ. Tại vì khi mà đi hai tay không như vậy thì sẽ rất trống trải. Nên lúc nào cũng phải có một cái bóp, một cái ví cầm tay. Ngoài ra thì phần giày cao gót là cũng là bắt buộc rồi. Nhưng mà cái dây đeo cổ thì có cũng được, không cũng được. Không sao hết. Màu sắc cũng như là chất liệu là đã quá phù hợp để đi tiệc rồi, nên cũng không cần thêm một cái phụ kiện nào ngoài giày và túi xách. Em cảm ơn chị Uyên rất là nhiều vì lựa chọn cho trang Lan Chi cái trang phục rất là đẹp. Và bây giờ em sẽ đưa Lan Chi đến với Salon Top G First Tokyo ngay bây giờ chị nha. Cảm ơn chị. Xin chào. Chào chào chị ạ. Giới thiệu với Lan Chi, đây chính là chuyên gia của Salon Top G First Tokyo. Và bây giờ thì chiếc ghế này sẽ thuộc về Lan Chi. Và chính bàn tay của chuyên gia sẽ làm cho Lan Chi có một mái tóc thật là mới. Đồng thời các cách make up cũng thật là đẹp để phù hợp với cái trang phục lúc sáng mình chọn nha. Rồi xin mời. Dạ mời chị ngồi ạ. Hình ảnh của mình hôm nay là mình muốn hình ảnh nó nhẹ nhàng và nữ tính một chút xíu đó không ạ? Thì mái tóc hiện tại của mình thì em sẽ không có thay đổi quá nhiều độ dài, mà sẽ cắt ngắn hơn một chút xíu và tạo kiểu cho nó cúp nhẹ vào gương mặt để nhìn chị duyên dáng hơn thôi. Với lại màu tóc thì cũng sẽ làm sáng hơn một chút xíu để cho làn da của mình trở nên trắng hồng hơn. Và về các make up thì cũng sẽ make up đơn giản hơn và làm mắt mình to hơn một chút xíu. Màu môi thì có thể là màu hồng hoặc là màu cam nhẹ thôi để cho tôn lên cái vẻ dịu dàng của chị. Chị Nguyễn Thị Lan Chi, một nữ dược sĩ, người đang cảm thấy thiếu tự tin do sự thay đổi vóc dáng sau sinh. Cùng với sự trợ giúp của stylist Như Uyên và chuyên gia của G-First Tokyo, cô ấy sẽ thay đổi ra sao? Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại bên cạnh Kim Thoa đó chính là người nhà của bạn Lan Chi, nhân vật của chương trình Tự Tin Để Đẹp. Là về ông xã của Lan Chi thì ông xã nhận xét như thế nào về bà xã của mình? Thì bình thường hàng ngày ăn mặc cũng rất đơn giản vậy. Thì đi ra ngoài mặc jean, áo thun hoặc là tay áo sơ mi. Thế thì bà xã của mình có hiền không? Cũng hơi hiền. Hơi hiền thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện của Lan Chi. Xin mời. Hình ảnh mới của bà mẹ trẻ Nguyễn Thị Lan Chi. Thế nào? Thấy lạ. Thấy lạ. Cách nào thì khác từ mọi ngày. Lạ, khác hơn mọi ngày. Nhưng mà cuối cùng mình có thấy đẹp không? Đẹp. Em nhìn không ra. Tưởng là không phải chị mình luôn. Nhìn khác quá. Đẹp quá. Nhìn không ra luôn. Đó là cảm nhận của mọi người. Nhưng bây giờ chương trình rất là muốn biết là cảm nhận của Lan Chi khi mà được các chuyên gia tháo bức màn trên tấm gương xuống, lần đầu tiên thấy ngoại hình mới của mình. Em cũng không nhận ra em luôn. Nhìn nó lạ quá chị ơi. Thích không? Thích. Thích. Một chiếc đầm màu xanh cobalt với thiết kế vạt đầm cao thấp ấn tượng, đầy vẻ nữ tính và rất hiện đại. Mái tóc đã được uốn lọn xõa hai bên vai và nhuộm màu nâu nhẹ. Ngoài ra phần trang điểm nhẹ nhàng nhưng rất hợp với khuôn mặt, giúp hình ảnh mới của chị Lan Chi thêm trẻ trung và xinh đẹp hơn. Quá trình thay đổi đã hoàn tất.
Hình ảnh mà chị Chi thích đó là hình ảnh nhẹ nhàng, nhưng mà khi mà trang điểm thì mình có thể vẽ chân mày thành chân mày ngang một chút xíu thì hình ảnh nó sẽ hiện đại và cá tính hơn. Thì còn mắt của chị thì rất là to rồi, với mũi cũng cao, nên là mình chỉ cần là đánh mắt to hơn một chút xíu, với lại màu son thì giống như em có nói là màu hồng hoặc là màu cam thôi là đã rất là dễ thương rồi. Cảm ơn chuyên gia đã làm cho em thay đổi. Chào chị phải là chị Thục Hiền không ạ? Em là Kim Thai đến từ chương trình Tự Tin Đời Đẹp. Nhân vật tiếp theo của chương trình là chị Nguyễn Thị Thục Hiền, sinh năm 1974, đã lập gia đình và có hai cậu con trai, hiện đang sản xuất và kinh doanh sản phẩm may mặc tại nhà. Động lực nào đã khiến người phụ nữ rất bận rộn với công việc và chăm sóc gia đình này quyết định tham gia chương trình? Vì sao mà chị Hiền lại đăng ký tham gia vào chương trình ạ? Chị thấy cái phong cách của chị ăn mặc chưa tìm được cái phong cách ăn mặc đúng của mình. Dạ. Nhiều lúc không biết là ăn mặc như thế nào để cho nó đúng cái phong cách của mình, cho nó đẹp á. Thế thì từ trước tới giờ thì phong cách ăn mặc của chị Hiền thì như thế nào ạ? Chị rất đơn giản, nói chung cái gì đơn giản là chị mặc. Ví dụ như quần jean áo thun, đầm cũng rất đơn giản, y như em kiểu vậy. Ví dụ như là trơn như thế hoặc là màu tối. Còn màu sáng là không bao giờ mặc. Hoặc là cái quần jean áo bình thường là đóng thùng. Ví dụ thế thôi, hoặc là nói chung. Make up thì như thế nào ạ? Hầu như không. Đi tiệc mà cũng không make up. Chỉ có bôi son tí thôi. Hầu như là không có gì dùng son phấn. Dạ, còn tóc đừng nói là chị cứ buộc cao lên mà đi nha. Buộc thì cũng buộc cao. Thì cứ cột cao này. Thế không bao giờ chị làm một cái kiểu tóc khác hả? Nói chung là những lúc đi tiệc không có thời gian. Như cứ đến giờ là đi thôi. Bạn bè hẹn hò thì đến giờ là đến là đi, không rất là đơn giản. Kể cả ngày hôm nay cũng thế thôi. Ở nhà thì có những cái bộ không để... Tại vì chị rất là ít khi xài, nên là nếu chị mua về thì nó rất là lãng phí. Tại vì chị ví dụ một năm mình 1-2 lần thì nó rất là lãng phí, nên là những cái lần mình cần thiết thì mình đi ra ngoài tiệm vừa làm tóc vừa làm mặt luôn. Nhưng mà cần thiết. Còn không có thì lấy son xong môi thôi. Khi mà đến với chương trình thì chị mong muốn là sẽ được thay đổi như thế nào ạ? Làm sao mà cho mình đi ra ngoài thấy tự tin, thấy sang trọng. Nói chung là mà rất đơn giản thôi. Chứ chị không thích cầu kỳ. Thế thôi. Trước kia là chị ở Hà Nội, thì cái phong cách ăn mặc của mình nó có khác gì lắm khi mà mình bước chân vào Sài Gòn không chị? Không khác. Chị cũng ăn mặc như thế thôi, cũng đơn giản lắm. Cũng như vậy thôi. Thật tiếc là ngoài đấy thì có cái mùa lạnh thì mình ăn mặc nó đẹp hơn, như thế. Tôi có thể đi giày bốt, đã bốt hoặc đã chẳng hạn như thế. Nhưng mà có bao giờ phàn nàn về vợ không? Về phong cách của vợ không? Thì hôm Tết chẳng hạn, ra Tết thì vợ mặc linen hoặc áo thun thì khen là đẹp. Thì chị thì thích mặc cái phong cách linen, ví dụ quần suông chẳng hạn thì thế hôm bữa cũng khen là từ nay em cứ mặc cái này thấy đẹp. Là chị những cái đó là hơi về phong cách điệu, nên chị cũng ít. Nó nói chung là cái gì về điệu ấy, mà ai mà khen chị lần sau chị không mặc nữa. Ai khen chị đẹp quá thì lần sau chị không mặc. Tại sao? Chị cũng không biết nữa. Người ta khen mà cũng không mặc nữa. Nó hôm chị mặc ví dụ như dáng chị thì ngày xưa thì nó không mập như này đâu. Ví dụ chị mặc cái quần hơi loe một tí, xong ví dụ mặc áo bỏ trong thùng ấy, xong đi xe quầy giày cao ấy, thì nhìn nó cũng đẹp, nhưng mà mọi người mà cái này đẹp thế là sao mặc. Mặc dù là con trai nhưng mà có bao giờ mà các cậu ấy là khen hay chê gì về cái phong cách ăn mặc? Chuyên gia nói chung là quan tâm về cách ăn mặc của mẹ. Ví dụ như hôm nào mẹ mặc hơi mỏng tí là chê không được. Mẹ mặc cái này đẹp nó cũng nói. Bé nhưng mà cũng rất là tinh. Nó rất là thích cái chương trình thay đổi cách này. Thế là cứ ví dụ về bảo ví dụ thứ bảy chủ nhật chẳng hạn buổi trưa là nó biết, nó bật cho mẹ xem. Nhưng mà bật cho mẹ xem cái chương trình thời trang, nói chung thời trang là nó ưu tiên cho mẹ. Biết mẹ rất là thích xem, nhưng mà ví dụ thay đổi thì mình lại không thay đổi, nhưng mà thời trang thì lúc nào mình cũng rất là ưng xem. Chị và anh quen nhau như thế nào hả chị? Chị á? Thì như kiểu chị chơi với anh trai của anh ấy. Tức là bạn chị là học đại học cùng với anh trai của anh, của chồng chị. Khi mà thỉnh thoảng cũng đến nhà chơi, tức là đến cùng với bạn đến nhà anh chơi. Xong rồi kiểu ví dụ bạn bè thì chụp hình với nhau, thế anh về nhìn thấy thì anh ưng. Nhìn thấy thì đang, tức là khi mà đã lại bảo là ý là bảo anh trai để làm mối cho, thì chưa kịp làm mối thì lại gặp chị xuống nhà chơi, gặp ở đường chẳng hạn, nhận ra ngay. Ưng luôn. Mất bao nhiêu lâu thì chị mới đồng ý là
tay trong tay với ảnh. Lâu lắm bọn chị cũng quen nhau mấy tháng. Xong bắt đầu yêu nhau 7-8 năm, 8 năm hơn 8 năm mới cưới. Sao lại yêu lâu như vậy hả chị? Yêu nhau từ năm 94 mà đến tận 2001 mới cưới. Có bao giờ mà trong vòng 7-8 năm yêu nhau như vậy, có bao giờ xích mích rồi đòi chia tay chia chân không? Cũng có chứ. Nói chung là hai vợ chồng nghĩ rất là duyên số. Khi thực ra nhiều lúc anh ấy cũng vào trong này trước. Anh vào trong này từ năm 97-98. Xong bắt đầu đi ra ngoài đó cưới chứ. Thế là thời gian đấy là cũng cảm giác như kiểu là chia tay nhau rồi đấy. Thế là mình, tức là gia đình là mình cũng không nói gì là còn yêu, tức là im lặng hết mọi thứ, coi như là chia tay. Đụng một cái là về cưới. Nhà cũng thất mình. Nên là mình nghĩ là hai vợ chồng rất là có duyên số. Dạ đúng rồi. Em lại đưa chị một nhân vật tiếp theo của chương trình đến đây, đó chính là chị Thục Hiền. Xin giới thiệu với chị, đây chính là stylist Diêu Uyên. Ngày hôm nay thì chính đây chị ấy sẽ lựa chọn cho chị những cái trang phục phù hợp với ngoại hình của mình nhất. Với cái ngoại hình của chị Thục Hiền thì theo chị thì chị nhận xét như thế nào ạ? Với phụ nữ hiện đại bây giờ và ở lứa tuổi này thì ai cũng không thể thanh mảnh như mấy cô trẻ trẻ được, nên cũng không đến nỗi vất vả lắm để lựa chọn trang phục đâu. Nhưng mà cũng phải chọn sao cho khéo để mình trông thon hơn, không có khô ra, nhỏ nhắn hơn, gọn hơn, để mà tự tin hơn khi xuất hiện trong bất cứ tình huống nào. Nên do đó bây giờ chị đi với Uyên, để Uyên cùng chị lựa chọn một vài trang phục để trong một số cái môi trường mà chị đi làm hay là đi tiệc hàng ngày chị nhé. Đầm ôm suông như vậy, dáng bút chì như vậy sẽ làm nhìn chị gọn hơn, và chất liệu này nó co giãn mạnh như vậy thì ăn gian được cái số đo của mình. Cái mẫu thứ hai là một mẫu đơn sắc. Đây là họa tiết ren, nhưng mà nó là họa tiết vậy chứ nó không thấy rõ, nó chỉ ren ẩn như vậy. Để làm phần trên của mình nó trong như vậy, nó thấy phần cổ và vai tay của mình á, sẽ thấy mình gọn hơn và gợi cảm hơn. Đây là họa tiết bông. Và Uyên nghĩ là mình không nên lựa chọn sản phẩm này, bởi vì mình hơi tròn người như vậy mà lựa chọn sản phẩm bông như vậy, họa tiết bông như vậy sẽ làm cho mình to người hơn, mập hơn, và nó không sang, nên cái này thì chị nên tránh. Tức là chị Hiền tâm sự với tụi em là chị Hiền rất là ít khi mặc những cái màu sáng như thế này, tại vì chị sợ là những cái khuyết điểm của mình nó sẽ bị phô ra theo màu. Nhưng mà ngày hôm nay thì vì sao mình lại chọn cái màu này hả chị? Phần đông là phụ nữ, nhất là những bạn mà ở cái form dáng size L hoặc size L thì rất là ngại mặc họa tiết màu trắng, màu kem, hoặc là sọc ngang, hoặc là bông nổi nổi. Thì đó là tâm lý chung thôi. Nhưng mà các bạn yên tâm, tùy vào form dáng thiết kế mà nói lên cái mình có gọn hay không, chứ không phải là họa tiết. Em nghĩ cái chất liệu vải này nữa đúng rồi sẽ làm cho mình gọn. Đúng rồi, cái phần trên trong như vậy thì không có làm mình mập đâu. Không lót phần trên như vậy sẽ làm cho mình gọn hơn, gợi cảm hơn, thon hơn. Lúc nãy mà chị Hiền vào trong thử thì chị cảm nhận như thế nào với cái trang phục này? Nói chung là chị cũng thấy ưng ý. Ưng ý đúng không? Cũng chưa dám mặc sáng bao giờ nhưng hôm nay thử khá cách. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cảm ơn stylist Như Uyên. Em sẽ cầm giúp cho chị cái trang phục này và đưa chị đến với Salon Tóc Chi First Tokyo ngay bây giờ để làm tóc và make up. Cảm ơn chị Uyên rất là nhiều. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Xin chào. Đây chị. Giới thiệu với chị Thục Hiền, đây chính là chuyên gia của Salon Tóc Chi First Tokyo. Hôm nay chính tay của anh ấy sẽ làm cho chị Hiền có mái tóc mới nè, và các cái cúp cũng mới nữa. Và thực sự là em rất là hy vọng là ngày hôm nay chị Hiền sẽ biến mái trở nên xinh đẹp và khác lạ hơn số thường ngày rất là nhiều. Vâng, xin mời. よろしくお願いします。 今日のイメージはエレガントにしたいということでしたけど、パーマのダメージが気になるということでしたので、今日は長さを切って髪が綺麗になるようにしていきたいと思います。で、カラーに関しては毛先のダメージをなるべく減らしたいので、目元のカラーだけしていきたいと思いますので、で、前髪をどちらでも分けれるようなイメージにして、エレガントの感じを出していきたいと思います。 はい、よろしくお願いします。
quý vị, đây chính là chị Thanh Thủy và cậu bé Nam Phương. Chị Thủy là người bạn khá là thân với chị Thục Hiền. Gần đây chính là cậu con trai của chị Phương ngày hôm nay đã dành một ít thời gian đến với chương trình, cũng như là rất là mong muốn gặp ngoại hình mới của chị Thục Hiền đây. Hiền ạ, tính tình rất là chân thật nè, hồng bạc, chẳng gì. Đúng rồi, khi mà em tiếp xúc thì em cũng nhận thấy những điều đó của chị ấy thôi. Thế còn con nè, con thấy mẹ Hiền như thế nào? Con thấy mẹ đẹp và trẻ. Mẹ thì lúc nào trong mắt con cũng đẹp và trẻ hết đúng không? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hướng mắt về phía trên kia để cùng gặp gỡ mẹ Thục Hiền ngay bây giờ ha. Chị Nguyễn Thị Thục Hiền, người phụ nữ tài năng và bản lĩnh, đang muốn tìm kiếm một phong cách phù hợp với bản thân để được đẹp hơn trong mắt người thân và thuận tiện cho công việc. Xin mời chị Thục Hiền. Và đây chính là điều mà Tự Tin Để Đẹp thực hiện. Con thích hình ảnh này của mẹ hơn hay là hình ảnh ngày hôm qua của mẹ hơn? Hình ảnh này của mẹ hơn. Còn chị Thủy thì thấy chị Hiền ngày hôm nay như thế nào ạ? Rất là lạ. Dạ. Nhưng mà rất là dễ thương. Chị có cảm nhận được như vậy không ạ? Sinh ra nào là phải dễ thương thôi. Lúc được các chuyên gia tháo bức màn trên tấm gương xuống thì lúc đó chị có bất ngờ ngạc nhiên nhiều không ạ? Có chứ, thấy khá nhiều. Hài lòng. Dạ. Để phù hợp với tính cách thích phong cách đơn giản của chị Thục Hiền, chúng tôi lựa chọn một chiếc đầm trắng với chất liệu ren. Tuy kiểu dáng khá đơn giản nhưng đủ đem lại sự sang trọng, gợi cảm và thanh lịch cho người mặc. Mái tóc tuy không có nhiều thay đổi khi được cắt tỉa, nhuộm lại màu và tạo mái nhẹ. Điểm nhấn là phần trang điểm tạo nên diện mạo mới trẻ trung và quyến rũ hơn cho chị Thục Hiền. Quá trình thay đổi đã hoàn tất. Đây là chính là hai chuyên gia của Salon Tóc Chief Tokyo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một số lời khuyên của họ chị nha.今日はエレガントということで、はい、どうかな、仕上が可愛く仕上がったね。ね、はい。はい、お客様はすごく優しい雰囲気があったので、その優しさを壊さないようにお客様の素敵なところをもっと引き出せるようなメイクをしました。Cảm ơn hai chuyên gia. Qua chuyên gia thì mình đã biết được cái cách nhất là trang điểm, thứ hai là tóc. Cảm ơn chương trình. Đến đây thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.